Thanh Trúc kính chào tái ngộ uh, quý thính giả đang đến với chương trình uh, Chào Washington DC với Thanh Trúc hôm nay. Và uh, một lần nữa vị khách mời nhà văn Nguyễn Việt Nữ trở lại với uh, câu chuyện ngày hôm nay. Thanh Trúc kính chào nhà văn Nguyễn Việt Nữ. Dạ, kính, kính chào uh, Thanh Trúc, xin à. kính chào quý vị. Nhà văn Nguyễn Việt Nữ đã từng là một, uh, có thể nói là một nhà trí thức ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 được làm được đào tạo để trở thành một cán sự điều dưỡng và có một cái kiến thức về y khoa à, tương đương với một vị bác sĩ rồi sau đó vì những cái thưa quý vị vì những vấn đề tế nhị trong cái vấn đề chính danh ở trong chính phủ Việt Nam Cộng hòa thời đó cũng như là à, cái sự lên tiếng của một số à, các vị bác sĩ ở trong nước cho nên thì nhà văn Nguyễn Việt nữ lại à, cùng với một số bạn bè ở trong ngành lại chuyển qua và bà trở thành một vị luật sư thưa cái con đường mà từ một cán sự điều dưỡng rồi uh, trở thành một vị luật sư đó là cái mà thanh trúc muốn nhà bạn Nguyễn Thị nữ trình bày ạ à. dạ dạ cảm ơn thanh trúc thưa kính chào quý vị à, trình bày có một cái chuyện rất là quan trọng mà chúng tôi có viết ở trong cái cuốn yêu và bị yêu một đoạn quý vị không có tưởng tượng Chúng tôi muốn trình bày về luật pháp của xã hội chủ nghĩa Mà chính chúng tôi nghe Chính án tối cao pháp viện Hà Nội là ông Phạm Văn Bạch cách nghĩa Luật pháp của chúng ta rất là quyển chuyển Cái lý do mà chúng tôi được nghe đó kính thưa quý vị Là vì ngày 30 tháng 4 đó Tất cả những ai mà có kinh nghiệm ở ngoài Bắc đó đã diệt biên hết rồi còn ở chúng tôi là người nam không có hiểu nhiều một chuyện gì ở ngoài bắc và đặc biệt vì người chồng còn bị đi tù gọi là tù kẻ tạo tù cộng sản tù cộng sản cảm ơn cho nên á chúng tôi bắt buộc phải ở lại mà bắt buộc ở lại này đó vì cái lẽ đó đó quý vị nhớ rằng cái thời đó, đó còn có chính phủ lâm thời cải cách miền nam với lại chính phủ việt nam cộng hòa của mình kính thưa quý vị cái hiệp định paris đó có nói rất là rõ rằng đó ở ngoài bắc đó, thì phải theo xã hội chủ nghĩa điều này đó chúng tôi xin mất thì giờ trình bày để tuổi trẻ nghe cho rõ cái chuyện này cái hiệp định paris đó miền bắc không có dính dáng tới miền nam được mà miền nam do hai cái chính phủ miền nam họp lại để dân chọn theo cái chế độ nào chính là lê đức thọ khi mà họp ở paris ở có nói trong cái cuốn của al có nói rõ năm lần tôi thề rằng miền bắc không có bao giờ áp đặt cái xã hội chủ nghĩa cho miền Nam. Vì cái lẽ đó đó cho nên mới có Bộ trưởng Tư pháp là ông Trương Như Tảng và Bộ trưởng Y tế là bác sĩ Dương Quỳnh Hoa của chính phủ lâm thời mà trận giải phóng miền Nam. Cho nên khi mà chúng tôi là ở trong lực sư đoàn của ngày 30 tháng 4 đó thì Trương Như Tảng và dạ, cái cái chế độ cộng sản đó mới cho là cái nhóm trí thức yêu nước mới lùa chúng tôi vô cái nhóm gọi là yêu nước bởi vì chữ yêu đó nó 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 là vậy <laughs> thì đó thì thì chúng tôi có làm việc với bà bà Nguyễn Bá Thành đó là luật sư tây tây học nhưng mà sự thật đó là rất là ừ, um, thiên cộng dùng. thiên dạ, cộng. dạ. Năm dùng không Khoa. khác gì bà Dương Quỳnh Hoa đúng dạ bà Nguyễn Bá Thành á bà mới thấy về chúng tôi thuộc về tây học như bà cho nên bà đem chúng tôi vào để cùng làm ở trong à, cái bị gì luật á thì chia ra luật hình sự dân sự còn bà đó thì liên quan tới là đi họp ở quốc tế mà họp quốc tế tiếng anh tiếng pháp phải tương đối rành như bả tuổi này không rành bằng bả đi nữa thì cũng là hơn mọi người cộng sản khác cho nên chính việt nữ được nhận vô cái ủy ban của nguyễn bá thành bà thành là ủy ban quốc tế công pháp mà bà là người của quốc hội nghị viên của quốc hội cho nên á mới được cử đi đại diện với phái đoàn của của cộng sản đi họp quốc tế tụi này chị ở nhà với ông trương nhi tản để mà nghe mỗi lần bà về đó bà phúc trình kính thưa quý vị bà phúc trình rằng đó bà là người tây học bà luôn luôn quen rồi mặc ship mặc đồ áp đầm nhưng mà bây giờ đó thì thôi đi với mấy bà này đó mặc à, áo bà ba quấn khăn rằn rồi từ từ tiến bộ lên đó thì mới nói thôi bây giờ phải mặc áo dài kính thưa quý vị bà à, Nguyễn Bá Thành có về bà bà thực với chúng tôi rằng đó à, các bà mặc áo rằn đó bây giờ mặc áo áo dài đó rất là khó chịu lắm mà kính thưa quý vị chính bà thành nói rằng kính thưa áo dài đó cũng là ở trong cái gọi là tập hợp tư sản đó dạ. cái cho mướn cũng như cũng như kẻ ruộng đất thì có cái hợp tác xã đó dạ. đấy thì cũng có một cái cửa hàng của nhà nước cho mướn thành ra mướn cái áo dài rồi lấy cái thẻ mặc xong đi trình diễn hậu nhị rồi đó về phải trả lại cả trương như tảng mà có một cái áo vest đó quý vị muốn có đó cũng vô cái nhà hợp tác xã đó rồi mượn đi đi đi, đi họp rồi về trả thì bà bà thành thực một cái chuyện vậy khi mà đi ra ra họp rồi đó mấy bà cổi áo ra khỏe quá tới chừng vô đó vô treo lên không biết cái áo nào của mình để mặc lại thật ra lấy lấy lộn 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 thảy ô sao cái này chặt quá cái kia rộng quá thảy qua thảy lại là... thành ra bà kể những cái chuyện mà chúng tôi chừng đó kính thưa quý vị nhờ như vậy mà chúng tôi rất là hiểu sâu cộng sản không có gì hết chứ hồi đó người miền nam chúng tôi không hề hiểu rồi bây giờ về vấn đề luật mà Mỗi một lần gọi là khi mà đánh tư sản đó Thí vị quý vị, vị ngày xưa Lúc đó đó một năm trăm đồng của Việt Nam Cộng Hòa Đổi lấy một đồng tiền hồ Thì cái luật mà để đánh tư sản đó Thí dụ chúng tôi không nhớ rõ con số Là phải là hai mươi ngàn tiền mới đó Thì mới đáng lên cái cách bị đánh tư sản mãi bản đó nhưng mà ông ông luật sư nào ở cây Lậy xin lỗi tôi quên tên thì ông cũng vô ở trong cái quỹ ban của chúng tôi với ông trương duy tản thì ông mới về anh tản ơi anh tản trời ơi ở cái quận cây Lậy của tôi đó sao có một cái tiệm xe đạp thôi mà để sửa xe đạp nhưng mà có treo chừng cỡ 10 cái xe đạp mới cũng bị gom hết đánh tư Tuy sản bản mại bản. thì ông Trương Như Tảng đó kính thưa quý vị Bộ trưởng Tư pháp của mặt trận giải phóng miền Nam đó có trả lời đủ thứ chuyện hết nhưng luôn luôn đều có cái câu đất nước chúng ta rồi cũng sẽ rất là thịnh vượng vân dân cứ nói như thế đó nhưng mà có những câu câu hỏi chịu không nổi đó thì thì ông tản ông mới nói như thế này ông nói chúng ta chừng một tuần lễ tới đó sẽ có à, ông chánh án phạm văn bạch chánh án tối cao pháp viện của hà nội vô giải thích mấy anh chị muốn hỏi gì đó thì chờ tới ngày đó thì chúng tôi mới sẵn sàng chờ nhưng mà thưa nhà văn nguyện việt nữ thanh trúc có thể tới đây thì anh trúc có thể thưa với bà một điều là chính cái ông phạm văn bạch đó gọi là chánh án tối cao tòa án ở hà nội đó mà vô thì câu trả lời cũng không thể nào có thể thuyết phục được những cái đầu óc của những người đã rành luật biết luật như bà trong miền nam và đó là những cái va chạm mà có thể nói là đáng buồn nhưng mà nó rõ rệt để cho người ta thấy rằng là cái nào là nhân bản cái nào là không nhân bản cái nào là đúng cái nào không đúng phải không ạ Dạ phải mà không phải cảm ơn thanh trúc vâng à, thanh trúc lại xin phép để được à, tiếp tục câu chuyện rất là đáng à, chú ý này à, trong à, một cái à, chương trình tới nữa à, và thanh trúc cũng à, xin mạng phép bà tại vì à, thời lượng đến đây là cũng đã à, chúng ta phải chấm dứt dạ, dạ cảm à, ơn thanh trúc xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị cũng như cảm ơn nhà văn việt nữ rất là nhiều cảm ơn thanh trúc